Hello everybody, welcome to Heo Phơi Cà Tê. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo Phơi Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game kho báu huyền thoại bản an hả? Ok, thì con này chơi sao? Nhớ rồi, hôm qua có một bạn nói là mấy cái code của game này nó không nhập được. Ok, hôm nay Heo cũng lên test lại mấy cái code cũ, cũng như là hôm nay chúng ta sẽ có hai cái code mới. Thì code mới, một code nó có thời hạn tới ngày hết ngày 1 tháng 10, và một cái code VIP hơn. Đó, cái code đó sẽ nhận được con set tay đen nha các bạn. Thì code đó sẽ được hết hạn, phải được hết hạn vào ngày 4 tháng 10. Nên là chúng ta sẽ có hai code mới, chứ lại kiểm lại coi code cũ còn xài được không nha các bạn. Ok, thì đây là bản game thì là cũng bản cày cuốc, nhưng được cái là code nó phui nhiều, chứ lại nó cho tướng cũng nhiều hả. Đầu vô thì nhìn nó có vẻ ít hơn tướng của bản China, nhưng mà được có cái là nó có mấy cái event này các bạn thấy không. Đó, tướng khá là chất lượng, ví dụ như là được Sengoku nè, đó, ngày thứ 8 nè hả, ngày thứ 9 là được Big Mom, ngày thứ 10 là được Katakuri, ngày thứ 11 chúng ta sẽ được Kuzan hả, Kuzan New World, rồi Luffy Gate 4 nè hả, đó, Zero Shirahoshi nè hả, và ngày 14 là được một nửa con Kaido. Đó, nên là có khá là thú vị đó. Đó, thấy không? Đó, tính ra là anh em chơi hai tầng là được một đội hình cũng khá là ngon nha. Đó là đối với việc anh em chơi ha. Còn anh em không chơi thì là không có. Ừ, nó là vậy đó. Rồi đây, server này mở được 2 ngày hả? Ok, nó đi có chơi là vui rồi. Trời ơi, đội hình của Heo, chính của Heo là full hết tướng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng test code nha các bạn. Để coi code cũ còn xài được không. Đây, code cũ ha. Rồi, chúng ta đi test. Để nhiều anh em bảo là không, code hết hạn hết rồi, nhập không được. Đây, code vẫn nhập được bình thường nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè hả, 6 nè, 7 nè, 8 nè, rồi 9 nè, rồi 10 nè, 11 nè ha, 12, rồi 13, rồi 14, rồi 15, rồi 16. Ủa sao nhiều code như ta, 16 cái rồi hả. 17, 18, 19, wow, 20. Ok, code còn ăn đủ mà ta, 20 code. Rồi 21 nè hả, ở rương đen nè, chọn một trong chín con này nè, còn y mà. Rồi code 22 con nè, trời ơi, code còn chơi tốt mà ta. 23, như code 23 thì hết hạn rồi. Đúng rồi, con cái code 23 hết hạn thôi, còn nhiêu là nhập đủ mà ta.
Trời ơi, bó tay cái ông đó luôn. Nhập sao rồi bảo là code hư rồi này nọ. Rồi đây, hai code mới. Code mới là đây chúng ta sẽ có đây. Code này là tới hết ngày 1 tháng 10 là hết hạn nha. Đó. Code này được 1.000 kim cương, 250.000 điểm Haki. Rương đá, đá này chắc đá hay quá. Chứ là rương nguyên liệu ca, nguyên liệu xanh lam gì hả? Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với code VIP hơn. Đó, code này ngon hơn. Đây. Code này thì đến hết ngày 4 tháng 10 nha các bạn. Nhưng xui xui thì nó hết sớm hơn thì chúng ta chịu nha. Đó. Nè, đây, code này được 2.000 kim cương, 500 điểm Haki, rương nguyên liệu cam, rương đá 3 và 80 mảnh của con Zephy gì nè ha. Đó, rách tay đen nha các bạn. Đó, ok nha. Hôm lần luôn. Hôm gì hơi còn đầu gì nữa. Rồi hết rồi. Có nhiêu đó hết rồi đó. Ok. Đó, vô coi lại coi quà nãy giờ nào. Chúng ta có nguyên liệu tím, nguyên liệu xanh, một viên đá, đá 3 nè ha, đúng rồi, 3 viên đá 2, rồi mảnh chọn, chọn cái này thì chắc là sẽ chọn con này rồi, rồi tướng tùy anh em thôi, muốn chơi đam thì sử dụng con Fujitora, muốn chơi không chế thì chúng ta có thể xài Bo hoặc là Fuzan. Còn support bơm máu sợ chết thì chúng ta lấy Trafalo mà đánh nhanh thắng nhanh đi ha. Ta lấy Zitora. Mà lúc mới ra con đó nó mê lắm các bạn ơi. Tính ra là heo chơi cái này lâu lắm rồi đó, mấy năm rồi đó. Đó. Cái ngày mà mấy con cái ngày mà tặng ba con đô đốc á. Đó, tới ngày bây giờ luôn đó. Lúc đó là Kuzan, Akainu. Rồi Kuzan, Kizaru, Akainu. Đó, ngày xưa là được ba con đó là mừng quýnh đích luôn á. Giờ có xài tới đâu. Kuzan thì heo nuôi từ ngày xưa tới bây giờ. Đấy, ok. Tính ra code đợt này cũng hôm các bạn ơi. Đó. Thì bản N thì nó chỉ có bao nhiêu đây hơn ha. Nhưng mà nó có mấy cái event điểm danh đồ á thì chúng ta sẽ được tướng ngon. Nhưng mà nó cũng chơi cũng khá là lâu mới có được mấy cái đó. Nhưng mà hên việc ha. Một tháng là chúng ta chỉ cần điểm danh thôi là chúng ta lượm được một con Kaido rồi các bạn. Còn xui xui mà nó không ra thì chúng ta được nửa con. Còn xui nữa mà bữa nào mà cúp điện hay là quên lên chơi game thì mất tướng hả? Thiếu một ngày thôi là coi như là công giả tràng nha các bạn. Trước là heo cũng đã bị rồi. Đó, Z tay đen nè. Đó, Zepa gì đấy. Ngon lành, trời ơi, được một cái hiền. Hai con tướng ngon, một con tướng hiếm hả? Con này Zephyr này tính ra là ơi hồi nãy là nếu mà lấy con Z tay đen thì mình nên đi con một con khống chế hả ta. Không, khống chế thì ngày thứ hai điểm danh thì chúng ta có một rương chọn tướng. Cái rương đó các bạn chọn con Bero á. Đây nằm đây nè, hướng dẫn luôn. Cái gì đây? Đây nè, cái rương này nè. Đó, ngày nào cũng có. Các bạn đẩy mát con Bero này lên cho heo. Đó, ngày nào cũng có. Ở đây thì nó lên được mấy rương ngon hơn nè. Đó. Rồi chưa tính là ở giữa thì có hồn nè, Yoro Wano nè, Doflamingo nè, Rucker nè, Râu Đen nè, Vinmot Sanji nè hả. Rồi Râu Trắng nè. Đó. Ồ
ok nè, quá hôm nè. Rồi đó, nhớ nha, nó ngày thứ hai chọn con Bero là ngon lành nha các bạn. Là có được một con ở đằng sau vừa búp thiên nè hả, vừa khống chế nè. À, Bero là một sự lựa chọn quá hoàn hảo cho chúng ta. Thì anh em nào thích cái event không, cái clip 7 ngày chơi cái này thì cho Heo biết ý kiến ha, bằng cách like mạnh tay vào cái video này. À, để làm cái video 7 ngày học kinh nghiệm chứ không phải là kinh nghiệm 7 ngày chứ không phải là hướng dẫn 7 ngày ha. Hướng dẫn chơi thì nó khác, còn cái này kinh nghiệm ha. Ok. Rồi thôi, thì video tới đây thôi. Thì chủ yếu là test mấy cái code cũ đó, ngoại trừ cái code cuối là không xài được, còn nhiều là xài được hết. Tổng 22 cái code cũ và 2 cái code mới. Một code cùi bắp hết ngày 1 tháng 10. Một cái code xịn, còn Z tay đen hết ngày 4 tháng 10 đó, nhưng mà có thể nó hết sớm hơn nên anh em có chơi thì tranh thủ nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh cho các bạn. Ok, bye bye.